FM điện tử Tổng Hòa Chi Linh Hải Dương xin gửi lời chào các bác nhá. Và trong cái video buổi tối ngày hôm nay, bên em tiếp tục lên sóng giới thiệu đến các anh em một cặp loa full kép PV Mỹ xịn có cái model FP4XT vừa về buổi chiều ngày hôm nay các bác nhá. Đấy, loa còn chưa dọn dẹp đây các bác này. Đấy, loa em vừa cắt bao và chưa dọn dẹp vệ sinh lau chùi các bác nhá. Đấy. Đấy, full kép 2 bát 40 sử dụng từ 2 côn 100 một tép kèn. Đấy, với cái model này thì phải nói là chất âm của nó tuyệt vời các bác nhá. Đấy. Chơi phòng trà quán bar, anh em đi làm sự kiện, không gian gia đình thì bác nào có cái không gian từ 7-80 vuông trở lên. Đấy, giải bát của nó em nó xuống rất sâu, chắc mềm các bác nhá. Đấy, tép lẩy này các bác này. Đấy, thiết kế thùng cái hình thang cân. Sử dụng thùng gỗ bọc lỉ và thông số kích thước của model này chiều cao được thiết kế khoảng 1m13 các bác nhá, bề ngang 54 và sâu là 67cm. Đấy. Loa vừa về buổi chiều này em mới cắt bao, chưa dọn dẹp vệ sinh gì đó nhá. Đấy. Nguyên mộc bãi này. Đấy. Loa vẫn nguyên mộc bãi các bác này. Đấy. PV model của em nó là FP4XT. Đấy. Loa sản xuất tại Made in USA các bác nhá. Công suất 700W, trở kháng 4 ohm và thiết kế 4 cổng jack 6 ly. Thì thông thường những dòng PV thì bao giờ họ cũng thiết kế các bác đánh giải cao, giải tép này, giải bát, giải thấp này. Đấy. Đấy. Loa tình trạng nguyên zin nguyên bản, thùng vách đẹp các bác nhá. Thiết kế hai bánh xe ở phía sau. Đấy. Cái hông tay quay này các bác để di chuyển loa bằng hai bánh xe. Chúng ta ật lại đằng sau một chút. Đấy. Loa này em làm vệ sinh đi thì phải nói là đẹp luột là các bác nhá. Đấy. Vâng, thì với cặp loa PV bên em vừa về có một đèn FP4XT, một cặp loa full kép bát 40 khủng long bạo chúa. Với mức giá đầu tư rất hợp lý. Vâng, 27.500.000. Vâng, giá 27.500.000 các bác nhá. Đấy, bác nào chốt cặp này liên hệ bên em này. Đấy, giá hợp lý cho một cặp loa Mỹ xịn Made in USA. Đấy, họng kèn rất khủng các bác nhá. Thiết kế họng kèn rất là khủng này. Tiếng tép của PV thì nó vẩy rất là hay và nghe rất là êm dịu các bác nhá. Đấy. Những dòng loa PV này các bác anh em khi mở công suất lớn các bác ngồi gần này, tép này thì nó vẩy phải nói là không hề gây khó chịu, không gây chói gắt các bác nhá. Đấy, giải bát của em nó xuống rất mềm, sâu, chắc, uy lực. Đấy, thì với mức giá đầu tư cho cặp loa PV FP4XT này thì bên em đang chào bán với mức giá đầu tư rất hợp lý, 27.500.000 bác nhá. Đấy. Đấy, bác nào chốt cặp này liên hệ bên em này. Đấy. Bao nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Vâng, mọi nhu cầu mua sắm các bác anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265 và địa chỉ ở bên em tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Đấy, buổi chiều nay bên em về được một cặp loa full kép 40 từ 2 côn 100 rồi các bác. Và một cặp PV full đơn FP4 FP2T. Đấy, một cặp PV bát 30 112H thì phải, em mà chưa khui ra. Đấy. Đấy, đây. Và bao nguyên zin bao chất các bác nhá. Vâng, với một giá đầu tư rất hợp lý cho một cặp loa khủng long bảo chúa PV full kép 40 từ Echo 100 một tép kèn, 27.500.000. Đấy, bác nào có nhu cầu nhanh tay chốt liên hệ bên em nhá.